Thưa quý vị, giáo sĩ Hamza thoát khỏi bản án tử hình và được xét xử tại tòa án cấp tiểu bang, tin từ Hoa Kỳ. Giáo sĩ Abu Hamza al-Masri không bị cáo buộc về tội khủng bố tại tòa án liên bang Hoa Kỳ. Chánh án Catherine Forrest tại Manhattan sẽ dời ngày tố tụng lại vào ngày 26 tháng 8 năm 2013. Giáo sĩ Hamza bị cơ quan an ninh Anh Quốc dẫn độ về Hoa Kỳ để xét xử tội danh khủng bố. Giáo sĩ Hamza, 54 tuổi, đã từng bị tố cáo có dính líu với tổ chức một kế hoạch tấn công khủng bố tại Yemen vào năm 1998, giết chết 3 người Anh Quốc và một cư dân Úc đại lợi. Giáo sĩ Hamza cũng bị cáo buộc thêm một tội danh cung cấp các thiết bị huấn luyện cho các trại huấn luyện khủng bố bí mật tổ chức tại tiểu bang Oregon nhằm hỗ trợ Taliban và Al-Qaeda tại chiến trường Afghanistan. Tòa án châu Âu không muốn áp giải Hamza sang Hoa Kỳ, nhưng cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Hamza cùng 4 thành viên khủng bố khác đang bị giam giữ trong các nhà tù liên bang Hoa Kỳ. Tòa án liên bang đã không đủ chứng cứ buộc tội giáo sĩ Hamza về tội khủng bố và sẽ bị xét xử tại tòa án cấp tiểu bang về tội danh liên quan nhiều đến hình sự. Hamza đã thoát khỏi bản án tử hình nếu bị buộc vào tội danh khủng bố. Giáo sĩ Hamza mất cả hai tay và hư một mắt sau khi bản án được tuyên đọc từ văn phòng tòa án liên bang đã không ký tên được và luật sư biện hộ muốn thay đổi tên họ giáo sĩ Abu Hamza trở thành Mustafa Kamal Mustafa. Hamza đã tỏ ra bực bội trong suốt thời gian nghe phán quyết vì không được đeo hai bàn tay giả tại tòa án chính phủ.